đẹp lòng ai đến đây thăm cảnh cảnh quê mình. Đồ sơn phong cảnh báo cáo công tác lần này là lần thứ hai. Năm 2022 này kiểm định bố trí là khoảng 1,2 nó đều ngon cả, nên là các bác có thể những ngành thứ và bộ phòng thứ hai nữa là không gần với không muộn thì chúng ta phun liên tục trước khi các bác vào lại phun rồi hết con cảm này có phải là cái đó với ta bản thân sáng ngày mai 8 giờ thì các bác ngày mai 5:30 là các bác ở nhà để cho bên bệnh viện bưu điện của Hồ Chương Lan người ta xuống người ta lấy máu. Lấy máu ở đây là test máu tiểu đường chứ không phải là lấy máu để xét nghiệm toàn bộ. Thế nên là các bác sáng ngày mai là các bác ở nhà để nhân viên người ta đến người ta test cho bác nào có đường huyết cao. Thế sau đó thì các bác 6:30 nó ăn sáng bình thường thì gơi đến 8:05 xe ô tô đi đón các bác đưa các bác đi điều dưỡng đi phục hồi chức năng thì gồm có xoa bóp bấm huyệt lấy cả thân chân đấy, thế thì mỗi một lần buổi sáng thì chỉ đi được 14-15 người đồng hồ thôi đấy, thế nên là sẽ nhắc các bác toàn bộ tầng một và các bác ở 3 phòng VIP làm sáng ngày kia lại tiếp tục là các bác là mình là đi mỗi lần chỉ được 15 người các chỉ làm như thế thôi mình cũng không làm được thôi. Thế nên tất cả các bác đây là 46 người phải chia làm hai ngày mỗi ngày thì buổi sáng buổi chiều cân đối làm sao các bác ngồi nhưng mà người ta được khám trước khi vào người ta cũng đo huyết áp cho các bác người ta khám bác này ví dụ huyết áp cao không xông hơi được thì người ta truyền đấy cái xông hơi ý sang cái người kia đề nghị đồng chí Hà bắt nhiều báo cáo ban trong là hội nghị chung thế nào họp quốc hội và giới thiệu xong bắt đầu bầu 100% này là rất là quý thì uy tín rất cao đi nhiều ship điều sang Ukraine chiến sĩ nước biển. Sau đây thì các bác sẽ sang bên đây đo huyết áp chưa hắn nhảy Thank you.
hơn cùng ai hòa chung lời hát tâm nơi mang cả những câu mời
tổ trưởng đấy. Đấy, đồng chí cậu. Anh đi cô hỏi. Đẹp quá. Buổi thì về thì bà nhập được bao nhiêu tiền? Ngon quá. Hay là hả? À, được 200. 200 à? Ừ, thế là tốt rồi. Nào. Ui rồi, thế này tốt rồi. Đấy, chịu khó. Tôi ở đây thôi, tôi ở Kiến Thụy. À, chỗ Bằng La hả? Đâu? Chị nhìn lên đây tí xem nào. Đấy, thế. Rồi. Đấy.
Rồi. Vâng. Chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình, ca khúc Lời Ru Trên Nương do chị Tinh Nga chỉ về. Vỗ tay. Mời thầy Nga lên. Bỏ mẹ em nhá, em làm cưới mà sao lại đưa đi đâu? Tiếp tục mở đầu thì em nghĩ là đầu mà xuôi thì đuôi mới lọt, nhưng mà thôi mong là được như vậy. Em xin được gửi tặng đoàn cán bộ phục vụ đoàn điều dưỡng này và tất cả các anh chị bài hát Ra Lời Ru Trên Nương của Nguyễn Khoa Điềm. Mai sau khôn lớn bung chảy lún xưa,
lưng vui mặt trời mùa mẹ con nằm trên lưng dặm nghĩ buông ta phải đi xa con suối các anh cầm súng với các chị cầm của cô Thủy Tổ Sơn
từng cảm nhận được đến với nhà điều dưỡng. Thì chúng ta cũng gọi là chắc rút lại những cái ý kiến qua các buổi tâm sự với các bác, tâm sự riêng với tâm sự chung đến từng phòng các bác tâm sự. Cháu chắc rút lại có vài ý kiến thế này gửi tặng các bác trên dịp các bác gia đình điều dưỡng Đồ Sơn lần này. Cũng mong muốn xin phép các bác được mấy lời. Đồ Sơn cảnh đẹp tuyệt vời, dưới chân sóng vỗ, trên đồi thông reo, đường vào vách đá treo leo, đường ra sóng biển xô theo dòng người. Đến nhà điều dưỡng nghỉ ngơi, cùng ngồi ăn uống vui cười với nhau. Đồi cao lòng gió hàng cây, quên làm sao được những ngày đã qua. Muốn vào rồi chẳng muốn ra, chỉ muốn ở lại ngôi nhà của em. Nụ cười ánh mắt thân quen, được đi điều dưỡng có các em thêm yêu đời. Thời gian cũng đã hết rồi, hôm nay tạm biệt đoàn tôi trên đường. Ra về lòng những đất hương, mái nhà điều dưỡng nghĩa tình trước sau. Chúc các bác không nỡ đau, sống vui, sống khỏe, cháu con sung vầy. Chia tay nhau cũng từ đây, hẹn ngày tái ngộ dịp này lần sau. Xin chào các bác. Tạo nên một cái không gian, một cái không khí ấm cúng, chia sẻ vui buồn. Thực sự mà nói thì hôm nay chúng ta hát không có nhạc đẹp, không phải hát karaoke, đây là một hình thức sinh hoạt mới để chúng ta gần nhau hơn. Cho đúng là hát mà không có nhạc thì nó mất đi một phần ba. Nhưng vẫn hay, như Nga nói, vẫn hay, vẫn có sức truyền cảm. Thì vì vậy, chân là hôm nay chúng tôi xin phép các bác anh chị sinh hoạt trong một cái không gian rất ngắn gọn và tạo nên một cái không khí ấm cúng giữa chúng ta. Tôi xin có bài hát, tôi định cũng đã đăng ký hát cái bài Hải Phòng Thành Phố Phường Đỏ hôm nay vì hát rồi. Truyền thống anh nhỉ hùng, thành phố quê tôi, truyền thống ngoài sân bao người ngã xuống đánh phán kiên cường để chiến thắng các đi nhưng ngày đánh trước hết là thời gian nghỉ 10 ngày từ ngày mùng 3 đến ngày 12
tổng số điều dưỡng viên các bác gia đình là 48, đến giờ phút này là còn 45. Trong đó thì có 7 bác là trên 90 tuổi, bác cao nhất là 93 tuổi. 20 bác trên 70 tuổi, 21 bác trên 70 tuổi và 20 bác là dưới 70 tuổi. Cái chung đợt này thì về phía các bác thì chung đến giờ phút này thì các bác đều thấy vui vẻ, mạnh khỏe. Không khí lúc nào cũng rất là tình cảm, chan hòa, đoàn kết. Các bác sống với nhau cũng rất đoàn kết. Và đặc biệt đối với nhà nghỉ, các bác rất chan hòa. Cán bộ nhân viên đi phục vụ các bác thì các bác rất là tình cảm. Về nội quy thì các bác thực hiện rất tốt cái nội quy của nhà điều dưỡng, ban bảo vệ sức khỏe. Tận dụng cái thời gian các bác nghỉ ngơi đây để nâng cao một nâng cao sức khỏe. Đến giờ này chắc là các bác cũng cảm nhận được cái sức khỏe các bác tăng lên. Thế về phía nhà nghỉ thì về cơ sở vật chất thì cũng có một số phòng nó vẫn còn thiếu. Đến sau đây và xin mời bạn nhiều thay mặt cho bác trưởng đoàn, thế rồi các bác trong đoàn, bác có ý kiến gì thì mời bác kiến, bác Thu. Đợt này cũng vinh dự được đón hai bác, từ còn bác Cao Dũng, phó chủ tịch, bác Thu là giám đốc sở công an cũ và bác biết rồi. Chúng ta nghỉ tí đã, bác có ý kiến gì thì mời bác Thu và xin mời bác nhiều. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các bộ quốc chuyên nghị, kính thưa các bác các đồng chí, được các bác các đồng chí và sự tín nhiệm của nhà nghị có bầu tôi và đồng chí Đỗ Hòa làm trưởng phó đoàn trong cái đợt nghỉ này. Sau khi lắng nghe qua thực tế và xin ý kiến của phần lớn các bác các đồng chí, chúng tôi đã tổng hợp một cái báo cáo rất ngắn gọn gửi lại nhà nghị, và qua cái báo cáo này thì có những vấn đề thuộc phạm vi ban bảo vệ sức khỏe, vấn đề thuộc thành ủy, thì đề nghị các đồng chí phản ánh trung thành ý kiến của chúng tôi.